chào các bạn trên Omega TXT. Thì hôm nay mình lại quay trở lại để quay video cho các bạn xem. Và hôm nay là mình sẽ tìm hiểu về một chủ đề tìm hiểu với kinh dị nha. Kinh dị nhưng mà không phải creepypasta, mà một câu chuyện trong game Day Together mà video trước mình đã làm cho các bạn xem. Thì video hôm nay á là chúng ta sẽ tìm hiểu về một câu chuyện là nếu một cô bé Mary khả ái xuất hiện trong Day Together. Thì cụ thể á, thì nhân vật này á là nếu mà các bạn nào á mà bước vô trong khu vực trong cái khu mua sắm fashion mall là chỗ đó, cái khu mua sắm á, khu mua sắm quần áo á, nếu mà các bạn bước vô đó á, là nếu mà các bạn đi vòng á, thì các bạn sẽ bắt gặp cô bé khả ái. Và một số những cái video á là có nhiều người đã chứng kiến là cảnh là cô bé khả này cái người bước xuyên qua cái bức tường gần của thang máy, là bước xuyên qua chứ khó bị giống như bị chặn lại như mấy cái nhân vật kia cho á, thì nó kiểu như là đi xuyên qua luôn, không bị chặn lại. Và hơn nữa là cái khoảng thời gian là kiểu như là 10:21 á, là cũng có một vài tin đồn cho rằng nếu mà cái như các bạn nào chơi canh đúng thời điểm đó là khuôn mặt của cô bé khả ái nó cũng như bị thay đổi cái sắc thái từ vui với kiểu như là sang buồn. Nhưng mà có nhiều, nhưng mà đa phần những người chơi nó kiểu như không thấy cái sự thay đổi gì trên khuôn mặt, cho nên nhiều người nghĩ là cái 10:21 mà cái như thay đổi khuôn mặt đó nó kiểu như là trên không có thật đấy. Và câu chuyện của cô bé khả ái này á, mình nghĩ có thể là không có thật, kiểu như do một bạn nào đó bị ra, hoặc một nguyên do nữa là có thể là do lỗ của game này, kiểu như là việc kiểu như đi xuyên tường đồ á, mình nghĩ cũng khá là bình thường đi, đặc biệt là cái game kinh dị. Thì như game Granny 1, 2 và 3, thì mình nghĩ là đặc biệt là phần 1 là có khá là nhiều lỗi liên quan đến cái việc mà đi xuyên tường đấy. Thì mình nghĩ là cái ví dụ đi xuyên tường á, theo mình nghĩ là chắc là do lỗi game chứ không phải là do kiểu như là nhà phát hành game cũng như là cài cắm vô đâu. Kiểu như mình thấy con game nó cũng như là game kiểu như dành cho trẻ con, nhưng mà kiểu như là cũng dành cho kiểu như là tin bây giờ chơi á. Thì mình nghĩ là ít nhà phát hành nào người phát triển game mà nó cái như cài cắm một yếu tố kinh dị đó là như thế vào trong một tựa game thế đó, cho nên mình nghĩ là mình sẽ tìm ra kiểu như là giải quyết được cái bí ẩn liên quan đến con bé khả ái này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành và tìm hiểu xem là cái nhân vật khả ái có thật hay không. Và như mọi ngày á, là nếu bạn nào thấy video này hay á, hãy để lại comment phía dưới phần bình luận và nhấn like video, share và subscribe kênh, đồng thời ấn chuông để khi nào mà video mình ra là các bạn sẽ nhận thông báo. Nếu các bạn nhận được, các bạn ấn chuông phía bên cạnh nút đăng ký kênh mình đấy, và một cái thông báo nữa là bây giờ mình đang tiến vào bước lớp 12 á, cho với lại là bắt đầu mấy ngày sau á, là cái thời gian học của mình cũng gia tăng lên, đặc biệt là chiều là mình sẽ bắt đầu học ở trường, cho nên á, cái thời gian mà mình quay video mình nghĩ là có tầm là mấy ngày cuối tuần mình sẽ làm, chứ không như là từ thứ hai đến sáu mình cũng ra được, tại vì lúc đó là mình là bận đi học ở trường, học thêm rồi, cho nên mình không có thời gian đấy. Mình chỉ nói như đó thôi, mình sẽ bắt đầu kể cho các bạn về cái câu chuyện của bé khả ái, và cũng như là tìm kiếm sự xác minh trong câu chuyện của cô bé trong Day Together nha. Thì sau khi mình đọc được trên mạng á, thì mới biết á, là cái câu chuyện khả ái này á, mình nghĩ không trong game á, mình nghĩ là có thể nó không có thật, nhưng mà ngoài đời á là cũng như là cũng đã có từng một cái vụ mà kiểu như là cô bé kiểu như mắc kẹt trong thang máy và kiểu như nó qua đời trong lúc đó. Cái câu chuyện này có thật nha, là mình đã đọc trên mấy cái trang web ở trên Google á, là mình đã kiếm được á, là cũng khá là nhiều vụ kiểu như là mấy đứa nhỏ kiểu như là chưa biết gì á, kiểu như là đi thang máy á, rồi xong rồi kiểu như chưa quen nên thành ra kiểu như là đi rồi trượt té, rồi có một kiểu như bị kẹt ở đó luôn.
mà sau khi mình đọc xong á thì mình đã tìm ra một cái bài viết cũng như là kiểu như nó liên quan nhất đến cái trò đến cái vụ mà cả trong Lego cái đó. Mình đọc xong là kiểu như là một câu là vụ này xảy ra ở bên với làm phía Nam Trung Quốc. Là mình đọc xong là mình biết được là cái cô bé này kiểu như là đi chung với một người mẹ, rồi xong mình dắt mẹ đi đâu, rồi xong rồi để con kiểu như đi sao mà như cái thang máy mà đi xuống kiểu như là đi xuống đó kiểu như không quen nên cái cô bé nó kiểu như bị ngã xuống mà mặt rơi xuống đất, là kiểu như thang máy xả là cô bé đó kiểu như là chống tay lên nhưng mà vô tình đã cái bàn tay anh bị kẹp trong cái thang máy đó. Cho nên là kiểu như là có một cái thanh niên kiểu như ở gần đó nó tìm thấy kiểu như là đến giúp đứa bé nhưng mà không được, tại vì không thể nào kiểu như là rút mình tay ra cái khe được, cho nên kiểu như thanh niên đó là la hét đến mọi tới cứu nhưng mà không ai làm được, cho nên phải gọi nó cảnh sát tới kiểu như là gửi kiểu như là lấy kiểu như là cứu con bé ra, kiểu như là lấy bàn tay ra khỏi cái khe thang máy đó. Nhưng mà không biết cô bé đó có bị thương nặng hay là đã mất hay không. Và một chi tiết nữa là không có ai được, kiểu như không bài viết nào kiểu như là thông báo rằng tên của cô bé đó là Khả Ái hết đấy. Mà trong game á là kiểu như là cũng khó cô bé Khả Ái luôn, nhưng mà kiểu như có nhiều người nhầm lẫn, kiểu như là nghe sao mà kiểu như là không chứ nghe tin khấu thật đó, nên thành ra là kiểu như là mọi người ấy, kiểu như lấy cái câu chuyện cô bé Khả Ái bên Trung Quốc cô bé kiểu như bị kẹt thang máy bên Trung Quốc, rồi xong rồi kiểu như kể sau ba game lấy cái đời với cô bé so sánh cô bé Khả Ái, và từ đó là sinh ra một cái câu chuyện kinh dị trong đó là cái cô bé Khả Ái trong cái khu mua sắm. Nhưng mà khi mình đọc lại á là mình mới biết á là trong bài báo của bên công an cảnh sát á, bên cảnh sát Trung Quốc là như không có ai khi muốn bài báo nào khi tiết lộ rằng là cô bé đó là tên là Khả Ái hết, nên mình nghĩ là cái cô bé Khả Ái này kiểu như là tên của một bạn nào đó kiểu như hát rồi xong rồi thì đặt cái tên nó vô họ làm cái lỗi game, họ là cái này là một nhân vật kiểu như là trong một nhiệm vụ, thì nếu mà bạn nào vô á hồi nãy là cô mua sắm á sẽ bắt gặp cô bé Khả Ái, và nếu mà bạn nào mà kiểu như là bước lên trên cái tầng 2 á, bước lên trên tầng 2 là các bạn sẽ gặp gặp cô bé tên là Hạnh Phúc, hình như là phía bên phải của khu mua sắm, cái khu mà khu quần áo đồ á mình cũng không nhớ nữa, là các bạn sẽ bắt gặp một nhân vật tên là Hạnh Phúc, kiểu như giúp một hình như em gái lấy cái bóng bóng hay sao, hoặc là hình như tìm em gái đi lạc đó. Nhưng mà kiểu như là sao ta, kiểu như là tên nhân vật á sao ấy, kiểu như mình hình như là có nhiều người kiểu như không tìm không ra được cái tên Hạnh Phúc này hay sao, mình không nhớ là nên nhiều người nghĩ là kiểu như cái cô bé Khả Ái là kiểu như là một nhân kiểu như là thêm nhân vật kiểu như trong một cái nhiệm vụ gì đó thôi, nên họ là cái lỗi game. Và tiếp theo á là cái phần mà cô bé kiểu như mắc kẹt trong thang máy á, là lúc đó hình như cũng có vụ là nhưng mà đi theo không phải mẹ mà là ông nội là trong ông nội là kiểu như đi mua sắm đồ không để ý, kiểu như để cho cái đứa cháu mình á kêu bước lên thang máy, rồi xong là cũng giống như cô bé trước đó kiểu như bị té xuống, rồi tính đứng lên nó lấy tay chống, nhưng mà kinh khủng hơn là trong lúc cố gắng đứng lên á là kiểu như mấy ngón tay á kiểu như bị kẹt vô, và đặc biệt là ba ngón tay bên phải và hai ngón tay bàn bên tay trái kiểu như bị kẹt vô trong khe thang máy, kiểu như kẹt sao mà kiểu như là nó bị kẹt đứt luôn, khá là ghê. Và như cái vụ trước đó là kiểu như không có bài báo nào kiểu như là liên quan đến tên cậu bé đó hết, hoặc là cậu bé đó bị thương hay là đã mất hay không nữa, nói rằng không kiểu như không có bài viết nào kiểu như là liên quan đến tên đứa bé đó,
là sau khi mình xong rồi mình cũng thấy cũng như khá là dụng cái như tay này thấy máy nó khá là trung tâm, đặc biệt máy nó nhỏ, cái máy nó nhỏ nó kiểu như nó hồn nhiên mà kiểu như không không biết gì á, mình cứ làm sao á, kiểu như mình nghĩ là người lớn á, kiểu như đặc biệt bên tâm máy nó nhỏ, kiểu như là khoảng là 3 tuổi, kiểu như là chưa biết gì xung quanh á, nên kiểu như cảnh giác nhiều hơn. Tại vì mấy khu mà đông người hay hay là thay máy đó nghĩ mấy chỗ đó khá là nguy hiểm đó, cũng như là máy nhỏ nó có thể đi sao mà kiểu như để mấy ngón tay cái như kẹp vô cái thay máy rồi thậm chí là đứt đồ nó kiểu như là móc mà kiểu như là thấy mình thấy cũng hơi đau đấy, cho nên á mình sau mình đọc xong mình cũng mới kết luận ra một điều là mình nghĩ khả năng cao là cái câu chuyện khả trong Lee Together là cái đó là hình tượng hoàn toàn vô căn cứ đấy, hoàn toàn vô căn cứ. Còn cái vụ mà bước xuyên qua thang máy mình như đã nói á, thì cái lỗ đây là mấy tựa game nổi tiếng kiểu như là hồi xưa ra nó cũng hay bị mắc lỗ đây nè, cho nên mình nghĩ là có thể đây là lỗ game chứ không phải là do kiểu như là cô bé tên Khả trong Play Tool Kids á, kiểu như có năng lực là kiểu như là ma mà là đi xuyên tường rồi á, nghĩ cái đó là chỉ là lỗ game thôi. Mà với lại ngoài ra là cái câu chuyện Khả cái như liên quan đến bên Trung Quốc, mà cái tên Khả nó không nằm trong danh sách mấy đứa trẻ cũng như bị tai nạn thang máy, không có đâu, không có. Nên mình nghĩ khả năng cao là cái câu chuyện của bé Khả trong Metal Gear Solid mình nghĩ nó không có thật, cho nên một bạn cũng như chế hết ra cũng như là cho vui thôi. Tại cái như game nào á, cho dù nổi tiếng đến đâu á, thì ít nhất cũng phải có một cái bí ẩn khiến nhiều người kiểu như kim thủ đó thích thú rồi vô tò mò được cái kiểu thôi. Ví dụ như là vài kiếm như là game GTA đây, GTA cái game mà ma tí mafia đó á, tự nhiên khá cũng rất là nhiều bí ẩn, đặc biệt về ma hay là mấy con quái vật đồ đấy, cho nên mình nghĩ là nhưng mà mấy bí ẩn kiểu như là có một vài bí ẩn mình nghĩ là do kiểu người chơi được kiểu như chế ra nên cho vui thôi đấy. Nên mình nghĩ á, sau khi các bạn xem video này các bạn sẽ nghĩ kiểu như tin như nghĩ được tin vào cái vụ mà cái như cô bé Khả ấy nha, là mặc dù á tính mình anh kiểu như kênh mình kiểu như là cũng hay ra mấy video về ma đồ á, nhưng mà ma thì kiểu như là cũng có tồn tại, kiểu như khá nhiều người đã nhìn thấy, đặc biệt là trong cái thời tháng cô hồn tháng 7 á, là kiểu như giờ âm dương đồ cũng như mạnh lắm, kiểu như bắt gặp ma cũng hơi nhiều. Với lại xảy ra mấy cái vụ mà tâm linh vật đó, thì tính mình cũng khá thích mấy cái điều đó, nhưng mà kiểu như là phải sao kiểu như là có cái kiểu như là cái bằng chứng để giải thích đồ ra đấy, cho nên mình nghĩ là cái câu chuyện của bé Khả này mình nghĩ khả năng cao là do kiểu như hoạt động vô căn cứ không có thật đấy, thì mình chỉ kể như đó thôi. Thì nếu bạn nào thấy video này hay á thì các bạn hãy để cho mình một cái comment phía dưới phần bình luận và nhấn like video này, share, subscribe kênh, đồng thời là ấn chuông bên cạnh để nhận thêm thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Cả hai video và cả hai kênh kia nữa đấy, mình chỉ nói như đó thôi, còn bạn nào tin hay không tin gì đó cái đó tùy thuộc bản thân các bạn nha. Ok, mình không nói gì nữa. Ok các bạn nha.